mình tìm lại những cái đầu vượn này. Vì sao người ta chôn đầu vượn? Cái đầu vượn là biểu tượng sức mạnh của vua khỉ. À. Có nhiều cái, mình có cả văn hóa Chăm. À. Đây văn hóa Chăm này. Đây là văn hóa Chăm này. Đây văn hóa Lý Trần này. Và rất nhìn đấy. Còn cái huân huy chương ấy là